Thank you.
Làm một chút rồi bắt đầu làm nào. Bắt nó kiểu cổi cái này mết nhé. Là bằng gì? Bằng hoạt ấy. Bằng nghiệp mà đâu. Tâm ra tinh vi. Hoạt như vậy. Tinh vi này còn bình ấy. Còn lên. Ờ, tinh vi vào thằng trên thì nhầm được luôn đó. Ờ, bình vô vào. Tinh nó prao.